thử ăn lòng xe điếu đi anh. Món này là không có rẻ đâu nha, nhưng mà thiên hạ đồn là món này rất ngon. Thế nên là nếu bạn nói bạn sợ ma, để tôi dẫn bạn đi xem lòng xe điếu. Nếu bạn nào ở Hà Nội thì chắc là sẽ biết quán lòng chát này, một trong những quán lòng được cho là bán giá đắt nhất ở Hà Nội. Lòng chát quán, nghe cái tên đã thấy chát rồi. Và đặc biệt là cái món lòng xe điếu này có giá lên đến 3 triệu một cân. What? Một cân lòng nó gần bằng cả con heo luôn ạ. Mà vẫn cứ cháy hàng. Mình phải gọi điện đặt trước mấy lần liền, mãi hôm nay mới có. Cái lòng xe điếu này bên trong nó có hình như kiểu là cánh hoa ấy. Biết hoa này hoa gì không? Hoa đồng tiền đấy. Đại loại thì lòng xe điếu cũng là một cái loại lòng non của con lợn. Nhưng mà không phải con nào cũng có, vài ngàn con may ra mới có một con. Nó rất là hiếm cho nên là giá của nó mới đắt như thế. Thậm chí là có tiền cũng chưa chắc là tìm được lòng xe điếu để ăn đâu. Thế nên là cũng được xếp hạng là mỹ thực nhân gian ấy, đùa đó. Thôi thì thay cho cô hoàng đế, hôm nay tạm thời mình dẫn các bạn đi ăn lòng. What? May mắn là hôm nay được gặp cả chủ quán King of Lòng Mr. Thế Lòng Xe Điếu. Chào cả nhà nhá. Lại còn được đích thân ông chủ pha cho quả nước chấm nhau phong cách kiểu là anh Hải Sapa TV, cho ốc vào rồi trộn lên. Nhìn quả này hấp dẫn thế nhỉ, thử phát luôn. Ngon dùng mình, quả nước chấm đi vào lòng người luôn các bạn ạ. Không thể chờ đợi được nữa rồi, phải thử một quả lòng xe điếu ngay vào luôn. Có quả nước chấm xịn này là phải chấm cho nó đẫm đẫm một tí, cho miếng lòng nó tắm trong này luôn, ăn cho nó rực rỡ. Mời cả nhà nhá. Nó giòn giòn, nó ngon, nó béo nhưng mà không hề ngấy tí nào các bạn ạ. Đúng là phải thử thì mới biết là tại sao nhiều người lại thích ăn cái món này như thế. Không ngờ là lòng xe điếu nó lại ngon như thế đấy. Ăn khác bọt hẳn so với lòng bình thường. Đây là cái lòng bình thường này, còn đây là cái lòng xe điếu, nhìn qua là sẽ thấy nó dày hơn hẳn. Muốn để cảm nhận rõ hơn ấy thì mình sẽ thử ăn một cái lòng bình thường trước. Cái vị của lòng rất là giống lòng. À, sau đó thì mình sẽ thử một miếng lòng xe điếu, cảm nhận được cái sự chênh lệch đẳng cấp hoàn toàn. Lòng xe điếu xứng đáng làm chúa tể các loại lòng. Ăn xe điếu xong không còn muốn ăn lòng bình thường nữa các bạn ạ. Lại còn bonus thêm quả nước chấm này nữa. Thề với các bạn là ăn một lần là dính luôn nha. Tuy nhiên anh chủ quán bảo là món này không nên ăn quá nhiều, thi thoảng làm bữa thôi. Mình nghe thì thấy cũng có vẻ hợp lý đấy, bởi vì là muốn ăn nhiều nhưng có tiền đâu mà ăn. Ăn nhiều nhói thận lắm. Mình còn phát hiện ra ở cái quán này người ta làm dồi tiết rất là mướt nha. Sắn thử ra bên trong nhìn tiết nó mịn chưa này. Mình thì lại rất thích ăn cái kiểu dồi tiết như này, nó mịn nó mềm. Đưa vào miệng nhai cảm giác nó mướt mần mượt, nó như kiểu là trôi một phát từ miệng xuống dạ dày luôn. Và đội hình trong mâm của mình hôm nay quân số là gồm có 8 người. Ngoài lòng xe điếu ra thì cũng chả biết món gì cả, coi như là cứ thấy cái gì lạ lạ hay hay thì gọi bừa thôi. Lòng giải các kiểu, nói chung là mỗi thứ gọi một tí nhưng mà trộm vía là ăn cũng ngon. 8 người ăn cho nên là gọi món cũng kha khá. Chốt thêm cả nồi lẩu cháo nữa cho nó ấm bụng. Xong đến lúc tổng kết thanh toán là 2.4 triệu. Lần đầu tiên trong đời đi ăn lòng hết 2 triệu mấy luôn ạ. Nghe thì có vẻ sốt ruột đấy, nhưng mà chia đầu người ra thì mỗi người có 300.000. Dù đi ăn cả mâm chia ra thì cũng chả đắt, lại còn được ăn ngon nữa chứ. Sau mà đến đây thì cứ đi đông cho nó rẻ.